Hôm nay mình sẽ bây giờ mình đi chuẩn bị đồ. Đây là đồ nghề của mình đã ở sắp đến. Mình chuẩn bị đồ, hôm nay vừa quay vừa chụp nên mình sẽ chuẩn bị cả đèn led để quay. Bày rất là nhiều thứ. Cái thiệp này khách yêu cầu để chụp màu, nên có màu tím này. Đây là những đứa màu của mình. Nên có thang nhà mình nên để đồ luôn tục lắm. Cái bàn để sản phẩm chụp, cái là cái bàn xoay, cái tấm điện cho nó sẽ xoay, cái là để cái phim, mình sẽ xoay để tạo hiệu ứng xoay trên phim. Cái sản phẩm mình xếp lên từ sản phẩm và cái sản phẩm thì có đèn phim cán cho phim. Lát nữa thì quay sẽ gắn với đèn này. Đèn này nó có cái độ ngắt mở để gắn đèn á.
sát xong bây giờ mình sẽ test đèn. Mà này là hoa trắng thì anh đèn bê lại. Thì mình xài cái chiếc gear của Godox nên sẽ chỉnh đèn đồng bộ. Đồng bộ chỉnh đèn các đèn chuyển thì là Godox nên sẽ chỉnh đồng bộ được hết. Có khỏi mất công phải đứng lên đứng xuống. Sau khi đã chụp xong thì mình bắt đầu quay, mình sẽ gắn đèn led. Đèn led này là 50W của Philips. Ánh sáng mà nhiệt độ 5000 sáng ngày. Sáng để đèn hay hơn. Gắn vào cái chỗ bóng đèn dẫn thì nó có công tắc riêng bóng đèn dẫn. Nên mình sẽ tận dụng được nó thôi. Từ lại những lại này thì nó đèn nó vô ra dài mình không được. Xong mình sẽ bật công tắc. Nhưng nhớ là không có bật công tắc lá này, giờ công tắc đèn dẫn. Mình sẽ tắt hết các đèn, mình bắt đầu mở đèn led lên mình.
quay phim. Đây là đèn quay phim. Cố định chọn là lại lên cái số. Ăn mập vậy?